Xin được kính chào anh chị quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị quý vị và các bạn đã trở lại với channel Kim Béo Xe Sang. Và hôm nay em xin được giới thiệu cho anh chị một chiếc Mercedes-Benz C300 AMG sản xuất năm 2018. Phiên bản này 2018 cuối của năm 2018 bắt đầu nó cũng có phiên bản giao thoa. Phiên bản giao thoa C300 2019 và có rất nhiều nâng cấp mới mà nó rất giống với phiên bản, nó gọi là form mới của 2019. Rất nhiều, ví dụ như là mâm đèn hay là vô lăng, bằng vô lăng và màn hình. Đấy, màn hình là màn hình mới và màn hình dài đấy ạ. Đó, mời các bác xem chi tiết ngoại hình chiếc, ngoại thất của chiếc xe này nhé. Đấy, đầu tiên thì có những cái bản nâng cấp như là mâm AMG này, nó khác với phiên bản đầu năm, và đèn là đèn mới nhé, đèn hệ thống mới luôn, multi beam led này, và đèn đây, bản cao nhất của chiếc C này, mặt C. Và để mà xe cũ thì anh chị có thể nhìn thấy màu, rất màu xe cực kỳ là đều luôn. Đấy, rất đều luôn. Đấy, những phần tiếp giáp này, có thể xe chưa có dấu hiệu ở đâm đụng gập nước. Đấy, đây để tổng thể chiếc xe thôi nhé, tất cả những phần tiếp giáp này anh chị nhìn. Đấy, đấy, màu đồng màu nhé. Em riêng cái màu trắng này thì nếu mà có sơn lại thì rất là nó rất là lộ lệch, nó khó để có thể mà đồng màu được ấy. Đấy, copy hơi bé một chút, hơi bé so với các đèn anh của nó, mệt E hay mệt S, nhưng mà nó vừa đủ dùng. Cúp điện nhé. Đấy, mà mày em gì này, gương chống chói nhé, gương chống chói. Đấy, màu trắng nội thất đen và đầy đủ những trang bị. Đây là bù master này. Đấy, màn hình cũng màn hình mới này, màn form màn hình mới này, màn này cũng là màn mới luôn này. Đó, màn cũ của nó sẽ là bé hơn. Đó, một chiếc thể thao, xe thể thao đi. Đấy, thiên về cảm giác lái nhiều hơn là những chiếc mẹc E hay mẹc S còn lại. Đấy, cho chúng ta cái sự trẻ trung, khỏe khoắn. Đó, đấy, chìa này cũng là chìa mới thôi nhá. Đấy, chìa form mới, form mới đến tận bây giờ đấy. Đẹp không ạ? Ghế này mới cứng này. Ở phía sau nhé, vâng, em xin được tổng hợp lại chiếc xe này nhé. Chiếc xe này là Mercedes-Benz C300 sản xuất năm 2018, lăn bánh 3,2 vạn mai và mang tên tư nhân biển tình. Em đang chào bán là 1 tỷ 560 triệu. Nó tiết kiệm được so với xe mới rơi khoảng hơn 700 triệu. Đó, hơn 700 triệu xe mới. Nhưng lăn bánh, thời điểm lăn bánh của nó là rơi khoảng 2 tỷ 2 mấy chục, gần 2 tỷ 3. Đó, vâng, nếu mà anh chị quan tâm đến chiếc xe này hay là có nhu cầu về xe thì alo em nhé, Kim Béo, số 0946880101.
hoặc qua trực tiếp cửa hàng em, Win Auto số 8 Phạm Văn Bạch để xem xe, thử và cảm nhận được tốt hơn nhé. Và xe cũng có hỗ trợ trả góp ngân hàng đến 70% giá trị xe, anh chị quan tâm và xin qua liên hệ với em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại những bản tin tiếp theo ạ.